Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nắm một nắm đất mồ có thể lượng dài 2 tập là một bộ truyện rất hay của tác giả Thành Nhân mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Truyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện rất hay này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng ta đến với những nội dung chi tiết trong tập số 1. Mưa đêm thật là kỳ lạ, lúc lại dịu dàng êm ả, khi lại dữ dội và trào dâng. Khi mà đưa ta quyện vào chăn gối nệm êm, khi lại vô tình ghì nặng, trói buộc ta vào bi kịch tâm trạng của cuộc đời. 2 giờ sáng, những giọt mưa nặng hạt cứ không ngừng trút xuống ngọn núi An Thơ để thưa mộng. Đây đã là đợt mưa dai dẳng thứ 3 trong vòng 2 năm qua. Cứ mỗi đêm diễn ra như vậy, trong lòng của Thiên An lại có một thứ gì đó vô hình đè nặng sâu xé, khiến cho cô đứng ngồi không yên, không tài nào chợp được mắt. Cái cảm giác này diễn ra cũng đã rất lâu rồi, ngót nghét tính đến hôm nay có lẽ cũng đã vừa tròn 4 năm. Ngồi bên khung cửa sổ trầm tư nhìn lên bầu trời đêm, hồi tưởng về lần đầu tiên mình gặp phải cảm giác này. Đêm mưa năm ấy nặng hạt không khác gì đêm nay là bao, chỉ có điều đó là một đêm tồi tệ nhất cuộc đời của cô. Khi cô đã vô tình tạo nên một cuộc cãi vã rất lớn với người yêu, cũng là người mà có lẽ tương lai cô sẽ quyết định cưới làm chồng, đó là Dũng. Để rồi đêm hôm ấy, Dũng mang một tâm trạng vô định trống rỗng, phút đi như bay trên một chiếc xe gắn máy trong cơn mưa. Đó là lần đầu tiên hai người cãi vã với nhau, nhưng mà vô tình đó lại là lần mà người lạc mất nhau mãi mãi. Không biết điều gì xảy ra, không biết Dũng đã gặp phải chuyện gì, nhưng cho đến hôm nay, Thiên An chỉ biết duy nhất một điều. Đêm đó là lần cuối cùng hai người còn nhìn thấy nhau. Bạn bè, người thân, đồng nghiệp, hàng xóm, không một ai, không một tin tức hay là một câu chuyện nào được kể về Dũng nữa. Chỉ có một thứ duy nhất còn tồn tại, đó là niềm day dứt, cùng nỗi nhớ khôn nguôi xa xiết. Ấy mà cứ ngỡ thời gian sẽ chữa lành mọi nỗi đau vết thương lòng, rồi sẽ lành lặn theo năm tháng. Nhưng mà ngờ đâu vết thương ấy lại âm ỉ rùng rằng theo cô cho đến tận hôm nay. Cuộc đời chớ trêu lắm, nó sẽ không để cho ai có được trái ngọt dễ dàng cả. Rồi sự hồi tưởng đơn giản về niềm hạnh phúc đã qua, vậy mà vẫn không thể trọn vẹn khi mà tiếng chuông điện thoại vang lên. Đành đoạn chẹt ngang mọi thứ. Một bàn tay ấm áp từ trong phòng tối cầm theo chiếc điện thoại, nhẹ nhàng choàng qua vai. Khẽ nhấc máy bật loa ngoài, giữ nó trước mặt cô. Ở đầu dây bên kia, tiếng mưa hòa vào trong gió đang không ngừng gào thét. Một người đàn ông tông giọng hồ hởi, gấp gáp, ngữ điệu có phần thân thuộc, cố sức mà hét to. Thiên An, là tớ, Tuấn, phóng viên của báo Thời Sự đây. Xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này, nhưng mà có chuyện này cậu cần phải biết. Tớ nghĩ cuối cùng cũng có tin tức của Dũng, tớ biết Dũng đang ở đâu. Một ánh chớp lóe lên trong màn đêm tĩnh lặng, sáng giờ vào bên trong căn phòng u ám bấy lâu nay. Đây là cuộc gọi không đúng thời điểm nhất diễn ra trong cuộc đời, nhưng mà vô tình lại chính là cuộc gọi mà bản thân cô mong chờ nhất. Một nụ cười hy vọng vội vàng hình thành trên môi, nhanh chóng kéo cô về thực tại. Ánh nhìn xa xăm về quá khứ bỗng dưng không còn nữa, một thanh âm nhẹ nhàng nấc lên trong hạnh phúc. Cậu không đùa đâu, phải không? Câu hỏi rất ngắn của cô, đầu đó chỉ vài ba từ đơn giản, nhưng không hiểu ở đầu dây bên kia sự hồi âm lại dài đến như vô tận. Tôi xin lỗi, nhưng mà cậu phải chuẩn bị trước tâm lý. Có lẽ cậu thật sự không muốn biết đáp án cho câu hỏi của mình đã chờ đợi bấy lâu nay đâu. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, dường như sâu thẳm bên trong cô đã chuẩn bị sẵn từ lâu về đáp án xấu nhất cho câu chuyện tình nghiệt ngã này. Thiên An khẽ đưa đôi bàn tay mảnh mai của mình ghì chặt bàn tay của người đang cầm điện thoại vào lòng, nhẹ nhàng hồi âm rồi tắt máy. Tớ hiểu mà, tớ sẽ đến ngay. Cùng lúc đó, cách đó không xa, chừng hơn 20 cây số về hướng chân núi An Thơ, một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã xảy ra, kéo theo nhiều thiệt hại về đường xá, cây cối ven đường, để làm lộ ra một bí mật kinh hoàng được chôn giấu bấy lâu nay. Thi thể của Dũng bất ngờ được phát hiện chôn sâu dưới mấy tấc đất.
Hai sự việc diễn ra cùng lúc khiến cho lực lượng chức năng vừa phải cử người giải quyết nhanh chóng con đường bị đất đá chặn lại, vừa phải giăng dây lập rào chắn, phong tỏa hiện trường vụ án. Tuyến đường duy nhất vào thành phố bị chặn đứng, tiếng còi xe từ đó không ngừng phát ra inh ỏi. Tiếng người thi nhau hò hét vang vọng cả một vùng vì ùn ứ. Cộng thêm con mưa không ngớt khiến cho mọi thứ nơi đây vô cùng rối rắm. Phía bên trên hiện trường vụ án, những phóng viên có mặt từ sớm liên tục chụp ảnh, hòng chụp được cho mình những bức ảnh giá trị, độc quyền để đem về tờ báo mà hãnh thường. Trong số những người hối hả đó có cả Tuấn. Nhưng mục đích của cậu lúc này còn nhiều hơn vậy. Vì người bạn thân cũng như là người mà cậu thầm thương trộm nhớ đã lâu, đó là Thiên An. Cậu bắt buộc phải xác nhận thi thể đó có phải là của Dũng hay không. Sâu thẳm trong thâm tâm, phần nào cậu hy vọng đó là phải. Vì nếu thực sự là như vậy, thì mối tình đơn phương của cậu có lẽ là có hy vọng. Mà sắp đến đây, Thiên An sẽ có thể sẽ đưa mối tình này đi vào dĩ vãng. Sẽ một đám đông chen chúc bằng một cách nào đó, Tuấn vẫn có thể lách một luồng vào bên trong. Lựa một góc ưng nhất, sẵn sàng chụp cho mình một chùm ảnh rõ nét nhất. Mặc cho những điều tra viên ở xung quanh đang tìm cách bảo vệ hiện trường, nhân viên pháp y lấy mẫu vật đang không ngừng đi tới đi lui. Nhưng mà cậu vẫn có thể chuyên nghiệp bình thản chụp cho mình những bức ảnh chân thực. Quan sát một chút về thi thể, có vẻ như đất ở đây bảo vệ thi thể khá tốt. Khi mà cái xác có lẽ nằm ở đây đã 4 năm nhưng vẫn chưa hoàn toàn phân hủy, chưa hoàn toàn chuyển sang quá trình xương hóa. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân có lẽ vẫn dễ dàng khám nghiệm ra được từ mớ thịt bầy nhầy lút nhút rồi bỏ kia. Cánh tay bàn chân, vùng xương chậu nhìn sơ qua có vẻ như còn nguyên vẹn, chứng tỏ đây không phải là một vụ tai nạn giao thông chích người, cố tình giấu xác. Cũng như không phải là một vụ ẩu đả rằng có quyết liệt. Bên cạnh đó, việc cơ quan điều tra phát hiện đồ đạc của nạn nhân như ví tiền, điện thoại, giấy tờ, chìa khóa xe vẫn còn nằm bên trong túi quần. Vì vậy cho nên có thể loại trừ luôn khả năng là giết người cướp của. Với kinh nghiệm quan sát trong nghề bấy lâu nay, hơn 90% Tuấn có thể khẳng định đây là một vụ giết người vì ân oán cá nhân. Nhưng ai là hung thủ thì cậu chào thua không đoán được. Tò mò một chút về vật chứng, có lẽ nhà ví tiền còn sót lại trong người mà bên điều tra viên dễ dàng xác định danh tính của thi thể. Chỉ còn chờ thêm một bước xác thực của pháp y là có thể khẳng định 100% nạn nhân là ai. Tin nhắn của tổng biên tập tòa soạn vang lên, thúc giục Tuấn nhanh chóng gửi về. Thế vậy cậu tranh thủ chụp thêm vài tấm nữa tra lại vào thư viện ảnh, chọn lọc ra những tấm ảnh ưng ý để gửi mail. Vút qua rồi vút lại, phải chừng hơn 20 tấm. Thầm nghĩ chắc có thể là cũng đủ. Vài ba tấm đầu không có gì để nói, chúng quá hoàn hảo. Cho đến khi kéo đến tấm ảnh thứ 5 thì cậu đành tặc lưỡi. Chết tiệt. Tấm hình chụp toàn bộ khung cảnh hiện trường vụ án đã bị hư hại. Không một vệt sáng không rõ là vệt gì len lỏi vào bên trong, làm hỏng cả một bố cục, không thể sử dụng được. Về sáng ấy hệt như tình trạng cuộn phim bị phơi sáng của dòng máu ảnh đời trước, điều mà những dòng máy ảnh hiện đại không bao giờ xảy ra. Tiếc hồi hồi vì một góc ảnh đẹp, nhưng mà cậu đành bấm bụng mà xóa đi. Tấm ảnh này vừa xóa đi, tấm ảnh tiếp theo đã hiện ra. Kỳ lạ thay thì tấm ảnh này cũng bị tình trạng tương tự như vậy. Không hiểu tại sao khi mà xảy ra tình trạng này, vô tới thêm vài tấm nữa. Đáng tiếc là tấm nào cũng bị. Khó chịu, Tuấn kiểm tra lại một lần nữa, tất cả đều như vậy. Cho dù tấm ảnh được chụp từ góc độ nào đi nữa, thì cái vệt đó đều xuất hiện từ một điểm ảnh sáng bên kia sườn núi. Bực dọc, cậu hướng mắt nhìn ra xa về vị trí ấy. Không có gì cả, chỉ là một màn đêm cô tịch đang chờ đón cậu. Mà khoan, bất chợt cậu nhìn thấy gì đó. Càng tập trung nhìn vào một điểm, cậu càng nhìn rõ hơn. Càng nhìn lâu, cậu càng mông lung đoán được thứ mình nhìn thấy là gì. Cả cơ thể vì vậy mà nóng ran theo, tay run nhẹ nhàng đưa máy ảnh lên ngay tầm mắt, hướng về một khoảng trống đó mà nhấp, chụp vào hư vô một tấm. Ngay lập tức lục lại tấm ảnh vừa chụp, phóng lớn đến điểm cực hạn. Chăm chú nhìn vào chỉ ít giây sau, hơi thở của cậu bắt đầu gấp gáp miệng lắp bắp. Thứ này là...
Đang thẫn thờ đi về những gì mình trông thấy thì bất ngờ đằng sau một ai đó vô tình vì dòng người xô đẩy. Con đường quá trơn trượt do trời mưa mà mất thăng bằng té ngã. Người sau đẩy người trước lại đẩy người trước nữa. Rồi người trước đó không chỗ bám trụ bắt buộc phải đẩy người trên cùng là cậu. Vì là người đầu hàng cho nên cậu không còn chỗ để bấu víu. Cậu chỉ có thể hô hô tay, hòng tìm lại thăng bằng. Nhưng bất thành cậu đành chấp nhận té sóng xoài về phía trước. Trùng hợp hay là cố ý không biết, cậu đáp lại di chúng vào cái hố đang đặt thi thể kia. Cú ngã bất ngờ khiến đầu của cậu đau như búa bổ, choáng váng vì cú va đập. Nhưng tâm trí nhanh chóng mách bảo, không phải vì vậy mà bản thân được phép nấn ná ở lại đây thêm giây phút nào. Khi mà lực lượng chức năng phát hiện ra sự việc, cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối vì đã tự ý xông vào hiện trường vụ án. Lấy lại sự tập trung, nhanh chóng mở mắt ra, bất ngờ cây sắc lở loét đang phân hủy ở bên trong hiện ra đập vào mắt, khiến cho cậu hoàng hồn vội chống tay. Chồng người ngồi bật dậy thật nhanh. Rồi thay ở trong cái đống tay nhanh nhậu đoạn đó, khiến tay của cậu móc vào một mảnh xương lồi ra của thi thể. Tay bị rách một đoạn khá sâu, máu từ bên trong lập tức trào ra, rơi thẳng xuống đất thấm sâu vào bên trong. Có giọt thì lại văng xa hơn vào cả trong miệng của cái xác. Cảm nhận được sự đau đớn, Tuấn nắm chặt bàn tay lại vội vàng rời khỏi. Bất ngờ một dị tượng từ hư vô hòa theo dòng máu hình thành, trào ra chiếm lấy tư tưởng của cậu. Không gian tiếng động sự ồn ào xung quanh bỗng im bặt, không còn để lại chút dư âm nào. Ánh đèn hai bên đường cùng đèn pha của những ô tô xe máy dần dần nhấp nháy rồi mở đi cho đến khi tắt hẳn. Tất cả mọi thứ biến mất không còn sót lại một chút nào. Giác quan cũng theo đó mà biến mất theo, chỉ để lại một chút cảm giác lạnh lạnh trên da khi mà những lọn gió vô tình sượt qua. Phía bên trái cầu, ngay chỗ mỏm đá bị sạt lở cách chừng 100 bước chân, một luồng hơi trắng nhẹ nhẹ từ bên kia sườn núi chậm chậm thổi tới, tạo thành một màn sương lúc mờ lúc tỏ. Từ trong màn sương, dáng hình của một người đàn ông không rõ ràng xuất hiện lơ lửng trên không trung. Trong không gian trắng ấy, một cặp mắt đỏ rực lồ lộ xuất hiện, chân chừng đến hít cỡ, một lúc thì to ra cứ như thể là muốn rách toác ra vậy. Điều đáng sợ là cặp mắt ấy không nhìn đi đâu khác mà lại hướng thẳng về phía cậu đang đứng. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một ánh mắt đầy sự đe dọa đến như vậy. Nếu phải đem nó so sánh với một thứ gì đó thì nó chỉ có thể sánh ngang với cặp mắt của một con sói đói khát đã lâu đang thủ thế. Chờ cơ hội, từ trong màn đêm tối tăm nhảy sổ ra, sâu xé nuốt chửng con mồi. Chỉ có điều thứ áp lực mà cậu đang đối mặt còn đáng sợ hơn nhiều lần như thế. Xuân dậy vì thứ mình nhìn thấy, tâm trí cũng đã quyết định chạy khỏi đây, nhưng ngày cơ thể thì lại chuẩn bước vì hoảng sợ. Hai cặp giò phóng đi như bay mỗi khi nhận được tin tức giật gân, bỗng thoáng chốc không còn chịu nghe theo lời sai khiến. Nó chết chân tại chỗ, buộc cậu phải đứng đó trực chờ đón nhận hành động của thứ quỷ dị kia. Cố sức dùng đôi bàn tay chân của mình nhấc từng chân nhưng không thể. Cứ hễ chân vừa rời khỏi đất là ngay lập tức có thứ gì đó kéo lại. Mắt của cậu láo liên vừa liếc sang quan sát cái bóng kia thì đã phải vội vàng quay lại xem thứ gì giữ chân mình. Trong một lần nhìn xuống, kinh hoàng nhận ra chính là hai bàn tay từ thi thể thối rữa bên trong cái hố đang ra sức giữ lấy hai cổ chân. Hốt hoảng, cậu buộc phải dùng hết sức bình sinh hòng thoát khỏi hai bàn tay ấy. Trong khoảnh khắc đó, cái bóng trong màn sương bất thình lình biến mất rồi lại bất thình lình xuất hiện ngay trên đầu của cậu. Nó dập dìu lơ lửng ít giây rồi cúi xuống, cả mắt đỏ chân chân trợn trừng nhìn chăm chú. Khóe miệng của nó mở ra, hàng chục con giun đất rời rào vương vãi. Một thanh âm trầm đục cứ như thể hàng ngàn con bò giống cùng một lúc bất ngờ vang lên. Cút, cút. Những con giun từ khóe miệng của nó rơi xuống bò chi chít trên mặt của cậu. Con tim lập tức kinh hoàng mà đập loạn xạ. Lý trí không giữ nổi sự bình tĩnh nữa mà gào thét như muốn rời khỏi đây. Nhưng dẫu vậy, cơ thể vẫn không cho nó thứ sức mạnh mà nó muốn. Có ai ở đây không? Cậu quyết định nhờ đến sự giúp đỡ, rào rắc nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy ai cả. Những tay phóng viên săn ảnh vừa đứng cũng khi nãy đi đầu hết rồi.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra như vậy? Bất giác từ phía đằng sau, một bàn tay lạnh ngắt chợt tới chụp lấy vai của cậu. Trong bấn loạn vô thức theo phản xạ ngoái sang nhìn, hình ảnh của một người đàn ông từ trong bóng tối mờ ảo hiện ra. Người đàn ông này là ai? Trong lúc này cậu không nghĩ được nhiều như vậy, hướng bàn tay của mình về phía người đàn ông ấy ra sức cầu cứu. Nhưng mà dẫu có cố gắng thế nào đi chăng nữa, lạ lùng thay người đàn ông kia chỉ có thể có một nét mặt ngạc nhiên, rồi chăm chăm nhìn bất lực, rời đi không được, cầu cứu không xong, chỉ còn có thể chôn chân chờ chết. Vài phút trôi qua dường như có gì đó không đúng, còn tim đã không còn đập loạn nhịp nữa. Thoáng chốc nó đã biến mất cùng với ánh nhìn của người đàn ông kia. Ngẩng đầu nhìn lên không còn gì ở đó, đưa mắt nhìn về mỏm đá màn xương đã biến mất như chưa từng tồn tại. Ngó xuống đưa bàn tay nắm chặt chân cũng không còn, tất cả mọi thứ vừa chứng kiến đã tan biến từ lúc nào không hay. Sự ồn ào rối rắm của không gian nơi đây lập tức quay trở lại. Không hiểu chuyện gì, thất thần cậu thẫn thờ nhìn chăm chăm gương mặt của người đàn ông. Bất chợt ông ta quay qua mà quát lớn: "Cậu đang làm quái gì trong này vậy? Có biết đây là hiện trường vụ án không? Ngay cả con là phóng viên đi chăng nữa thì khi chưa được sự cho phép cũng không được tự ý bước vào. Có chuyện gì cậu có chịu hoàn toàn trách nhiệm được không? Bước ra ngoài này ngay cho tôi." Cái quát đó như là một cái tát đầu điếng vào mặt, đưa mọi thứ trở về với thực tại. Chuyện gì vừa xảy ra như vậy? Một ảo giác ư? Hay là vì công việc gần đây chất chồng như núi, tất bật chạy khắp mọi nơi, thức khuya dậy sớm, cà phê một ngày nốc tầm 3 ly khiến cho tâm trí không chịu nổi. Rõ ràng mọi thứ xung quanh chẳng có gì thay đổi, nó vẫn tiếp diễn như là trái đất vẫn xoay. Chỉ có cậu là đứng chôn chân trong cái hố này, tấu hại cho những người đang chứng kiến bằng những cử chỉ hành động của một kẻ phi pha. Nghiêng đầu nhìn về phía sau, hàng chục cặp mắt cộng với hàng trăm lời xì xầm bàn tán to nhỏ của những tay phóng viên đang nhìn về hướng cậu, khiến cho cậu cảm giác như mình mới là tâm điểm của mọi tờ báo đêm nay. Thở dài một hơi thì ném đi sự nhục nhã này qua một bên, hít lấy một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh nên có của một phóng viên chuyên nghiệp, rồi vội vã bước ra khỏi hố. Cho đến lúc này tâm trí của cậu mới dần chịu nhớ ra, người đàn ông vừa mắng mình một trận ra trò là ai. Ông ấy chính là người đã kiểm tra thẻ ngành của tất cả mọi người ở chốt chặn bên ngoài trước khi cho phép ai đó bước vào đây. Từ đằng xa, một cậu phóng viên mập mạp tên Minh đeo trên cổ chiếc thẻ ngành cũng là thời báo thời sự như Tuấn, nhanh chân chạy đến, vội điều cậu ra khỏi đó. Vừa đi Minh vừa khẽ hỏi: "Anh Tuấn, anh có làm sao không? Bị ma ám hay sao mà hét lên cứu mạng to vậy? Em đứng tuốt đằng xa còn nghe thấy." Bối rối vì những gì mình vừa chứng kiến, không biết phải trả lời làm sao, thứ mình gặp có phải thực sự tồn tại hay không. Có lẽ trong lúc này chưa biết thực hư mọi chuyện nên không nói bất cứ điều gì thì hơn, cậu đành im lặng không nói một lời nào. Đi được thêm vài bước, dường như có thứ gì đó bên trong người khiến Tuấn cảm thấy bức xúc, khó chịu đến vô cùng. Bàn tay vừa bị mảnh xương thi thể chém trúng bàn ấy tựa hồ nóng ran lên, rồi từ từ chuyển đi khắp mọi nơi trong cơ thể. Chuyện gì nữa đây? Lại có thứ gì sắp xảy ra ư? Vội vàng kéo khóa túi nhỏ đặt ngang hông, vừa lấy ra chảy nước, hớp một ngụm thật to rồi đổ hết lượng nước còn lại lên tay. Hồng cảm thấy khá hơn nhưng mà đáng tiếc không hiệu quả. Bất thình lình Tuấn đứng sừng lại, nhận thức cứ như là một cái công tắc đèn vừa bị ai đó tắt mất. Cơ thể trong thoáng chốc không còn nghe theo sự điều khiển, mất toàn bộ sức lực, té đập mặt xuống đất. Cơ thể dần co giật vì vết thương ở bàn tay đang tạo ra một cơn sốt bất trị. Hai tròng mắt bắt đầu trợn ngược lên, hai tay co quắp, cơ thể như là muốn phản kháng, giãy đành đạch trong đau đớn. Mọi thứ bất chợt tối sầm đi, tâm trí không còn đọng lại chút gì cả. Cậu không còn biết gì nữa, không còn gì, ngoài tiếng cậu Minh liên tục hô hoán. Hơn nửa ngày sau, tầng 3 của bệnh viện Hoàn Mỹ, không gian yên ắng vốn có của nơi đây bất ngờ bị một tiếng hét thất thanh đành đoạn xé toang. Và người phát ra âm thanh đó không ai xa lạ là Tuấn. Lúc này nhận thức của cậu đã quay trở lại, nhưng bất nhẫn thay, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu lại là gương mặt lở loét, lúc nhúc rồi bỏ kia. Thứ mà đáng lẽ không nên mảy may nhớ đến.
Vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên là tâm trí mách bảo là phải kiểm tra mọi thứ xung quanh, đèn đóm, con người, âm thanh, giác quan, tất cả đều hoạt động như bình thường. Hay là cậu vẫn còn đang trong một dị tượng nào đó? Ngó giáo giác về cách bài trí có phần quen thuộc, cộng với mùi nước tẩy nồng nặc, đây chỉ có thể là một nơi của bệnh viện. Ngó nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn chưa tối hẳn, tiếng ai đó vẫn còn đi tới đi lui ở phía bên ngoài hành lang, cảm giác nhìn nóng gian. Ở bên tay cũng không còn, có lẽ đã có thể yên tâm, đây là hiện thực. Đang suy nghĩ không tập trung, bất chợt một bàn tay từ đâu xuất hiện, vội lau đi những giọt mồ hôi đang vương trên trán của cậu, khẽ nói: "Cậu đã tỉnh, có nhận ra đây là đâu không? Đây là bệnh viện cậu đang ngất hơn nửa ngày." "Thiên An, sao cậu lại ở đây?" "Không ở đây thì tớ còn ở đâu? 2 giờ sáng cậu gọi tớ đến chân núi An Thơ gặp mặt vì cho rằng đã có tin tức của anh Dũng. Khi tớ đến nơi chưa kịp thấy gì thì đã thấy cậu bị người ta đưa vào xe cấp cứu, vậy nên tớ theo vào đây." "Vậy còn thi thể kia cậu nhìn qua chưa? Có phải là Dũng không?" "Chưa, nhưng mà cũng không quan trọng, tớ sức chờ kết quả pháp y. Đã 2 năm rồi, chờ thêm chút nữa không sao, sức khỏe của cậu mới là quan trọng." Dứt lời, Thiên An đưa cho Tuấn một cốc nước. "Uống đi, môi của cậu khô khốc hết cả rồi đấy." Nhận lấy ly nước vừa uống, Tuấn vừa mỉm cười trong lòng. Thì ra Thiên An cô gái lúc nào cũng tỏ ra u sầu hoài niệm, không còn quan tâm bất cứ ai trong 2 năm qua. Không ngờ lại có những hành động đẹp và ấm áp đến như vậy. Không uổng công cậu thầm thương trộm nhớ, nhưng mà có lẽ còn phải lâu lắm trái tim của cô mới mở lối cho người khác bước vào. Khi mà miệng nói là không quan tâm như thế kia, nhưng mà sâu trong ánh mắt, Tuấn có thể dễ dàng nhận ra cô là người duy nhất trên thế giới này muốn biết kết quả đầu tiên. Trộm lấy điện thoại nhắn tin hỏi thăm Minh để tìm hiểu có kết quả xét nghiệm hay chưa, vì đây có lẽ là điều cô ấy cần nhất lúc này. Nhưng câu trả lời nhanh chóng được hồi đáp là chưa. Cũng đúng thôi, với một vụ án nghiêm trọng chết người như vậy thì việc kết quả điều tra phân tích mất thời gian cũng là điều hợp lý. Càng nhìn Thiên An, Tuấn lại càng cảm thấy như là mình phải làm điều gì đó. Nhìn cô cứ đượm đượm buồn thế kia khiến cho cậu không đành lòng. Suy tư một chút về thứ quái dị mình vừa gặp, cậu không biết có nên kể điều đó cho cô ấy nghe không. Chẳng có một lúc cậu quyết định là không, có lẽ đó chỉ là ảo giác do bản thân tự tạo ra mà thôi. Ảo giác nghĩa là không có thật, mà không có thật thì không nên đi nói lung tung. Suy nghĩ nhưng mà ánh mắt của Tuấn lại không ngừng liếc ngang sang Thiên An, khiến cho cô khó nhận ra cậu đang muốn nói gì. Nhấc chiếc ghế nhựa gần đó lên đặt cạnh giường dịu dàng ngồi xuống, Thiên An nhìn thẳng vào mắt của cậu. Tớ biết cậu đang muốn nói chuyện, tật xấu lúng túng liên tục liếc nhìn người khác của cậu đã tự bắn bản thân của mình. Đừng lo, có chuyện gì cậu nói tớ sẽ chịu đựng được, đó có phải là về Dũng không? Tuấn ngạc nhiên vì cô bạn này của mình không ngờ lại đọc tốt đến như vậy. Nhưng mà chuyện trong lòng của cậu đã quyết thì có cày miệng cũng không hé răng nói nửa lời. Khờ quá, làm gì có chuyện gì, chỉ là lâu lắm tớ mới thấy cậu ra ngoài đường mừng cho cậu thôi. 2 năm đó kể từ khoảng thời gian Dũng biến mất thì cậu cũng biến mất tăm luôn, còn không qua lại với mọi người, bạn bè, đồng nghiệp, ai nấy cũng đều lo lắng. Nhưng mà hôm nay thấy cậu vẫn còn thần thái khỏe mạnh như vậy cho nên tớ đã không khỏi mừng thầm. Thiên An nhìn sâu vào trong ánh mắt của Tuấn là một nụ cười nhẹ. Cảm ơn cậu, nhưng mà tớ vẫn còn ổn, tớ tự biết chăm sóc cho bản thân. Dứt lời thì Thiên An đứng dậy đưa cái ghế nhựa về vị trí cũ, rồi cầm chiếc khăn ướt đẫm mồ hôi của Tuấn bước vào trong phòng vệ sinh. Vừa đi được vài bước dường như lưỡng lự một điều gì đó, cô quay lại, vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng có. Cô hỏi một câu khiến cho Tuấn giật mình vì kinh ngạc. Cậu có phải đã gặp hồn ma của Dũng hay không? Không tin vào những gì mình nghe được, Tuấn liền lập tức hỏi lại. Cậu vừa nói gì vậy? Thiên An liền sững sờ nhìn Tuấn, nét mặt của Tuấn như thể vừa bị nhìn trúng tim đen. Hồn ma của Dũng, cậu thực sự gặp hồn ma của anh ấy? Tuấn đứng người trần trừng mắt nhìn cô. Sao cậu biết? Thiên An liền trả lời, vì tớ cũng vậy. Dường như đây là câu trả lời mà cô đã chuẩn bị sẵn từ giây phút đầu tiên có mặt trong căn phòng này.
Ánh mắt từ đó bỗng sắc sảo hẳn lên, không còn ủy mị như là lúc ban đầu nữa. Đi đến bên giá treo đồ, lấy áo khoác của Tuấn quăng sang giường cho cậu, nói một câu rồi hướng thẳng một mạch ra cửa chính mà đi. Mặc vào đi, về nhà tớ có thứ này cậu cần phải xem. Trông thấy sự dứt khoát của Thiên An khiến cho Tuấn vô cùng bối rối, có vẻ như cô ấy thật sự biết mình đang làm gì. Và vì vậy cho nên ngay từ đầu ở hiện trường vụ án, cô ấy vốn dĩ chẳng cần nhìn qua cái sắc làm gì nữa. Nhưng mà điều khiến cho Tuấn bận tâm là tại sao cô ấy lại biết thứ quái gì cậu nhìn thấy chính là linh hồn của Dũng, dựa vào đâu. Còn nữa, thứ cô ấy nhắc đến là linh hồn của người chết, vậy mà trong giọng điệu chẳng có một chút gì tỏ ra là sợ hãi. Ngược lại, đó cứ như là thứ cô ấy đang tìm kiếm. Không suy nghĩ được nhiều nữa, Tuấn lúc này chỉ có thể có một lựa chọn, đi theo cô ấy. Mọi câu hỏi về sự tò mò của cậu sẽ được giải đáp. Bước xuống giường, mặc áo khoác, lật đà lật đật đuổi theo. 2 giờ sau, cả hai đã có mặt tại nhà của Thiên An. Cô chỉ tay về phía phòng khách, nói cậu ngồi chờ. Tức tốc chạy lên trên tầng trên, lấy một thùng đồ to tướng rồi quay lại, dốc sức đổ toàn bộ mọi thứ lên trên bàn. Hàng chục quyển sách cũ kỹ cộng với hàng trăm giấy tờ lớn nhỏ rơi ra, nằm ngổn ngang ở khắp nơi. Tuấn nhanh chóng giật mình vì những gì mình nhìn thấy. Cái gì đây? Thứ mà Thiên An vừa bày ra chẳng phải là những quyển sách liên quan đến bùa phép chú thuật luyện bùa làm ngài. Tại sao cô ấy lại sở hữu chúng? Cậu dùng mình chụp lấy một quyển, lật một trang bất kỳ ra xem. Quả đúng như là cậu nghĩ, trong này chỉ toàn nói về mọi thứ thuộc về thế giới tâm linh. Nhưng mà vì sao Thiên An lại sưu tầm nhiều về chúng như vậy? Không những vậy, những trang sách trong từng cuốn trông vô cùng nhàu nát, cứ như là chúng được lật đi lật lại nhiều lần vậy. Không, không phải cuốn này cũng không phải. Vừa lẩm bẩm, Thiên An vừa sực tìm một cuốn nào đó. À đây rồi. Rất lợi như là đã tìm thấy, Thiên An lật từng trang bìa lên xem, quan sát một chút rồi lật ngay đến trang cần tìm. Đưa mặt vào trong cuốn sách đến trước mặt của Tuấn hồn như nói, cậu đọc đi. Tuấn nhận lấy cuốn sách, liếc vào trong tiêu đề rồi quay sang nhìn Thiên An. Trông thấy nét mặt của cô vô cùng nghiêm túc, Tuấn đành một lượt ngẫm nghĩ trang sách đó. Một lúc sau thì đóng cuốn sách lại, Tuấn cau mày lên tiếng. Vậy ý của cậu muốn nói là Dũng đang cố tình báo mộng cho tớ biết điều gì đó, ngay cả khi tớ còn đang tỉnh táo? Thiên An gật đầu. Cậu nghĩ sao về chuyện này? Chẳng có một lúc, Tuấn liền hồi đáp. Cũng chưa biết, hay là cậu kể cho tớ biết chuyện của cậu trước, sau đó tớ sẽ đưa ra quan điểm của mình. Thiên An lập tức đồng ý, cô đứng lên giơ ngón tay trỏ ngụ ý nói Tuấn đợi một chút, rồi bước vào bên trong bếp hồi lâu, quay lại với một tách trà nóng hổi. Vừa uống vừa nghe tới lại nhải đi. Tuấn bật cười rồi khẽ đưa hai tay đón nhận, sau đó Thiên An từ tốn kể lại câu chuyện của mình. Câu chuyện bắt đầu vào một đêm mưa gió tầm 2 năm trước. Đêm ấy thời tiết khắc nghiệt không khác gì đêm qua là bao, khi mà cơn mưa cứ liên tục dai dẳng không ngớt. Ngồi trên chiếc ghế mây bập bềnh bên khung cửa sổ tầng trên, ngắm nhìn hàng rau thơm kỷ niệm ở ngoài vườn, nơi mà cô và Dũng từng tạo ra và dày công chăm sóc. Bất ngờ cô trông thấy một người ở ngoài đó đang cặm cụi chăm sóc từng luống rau, khiến bản thân phải đặt ngay một dấu hỏi trong đầu. Quan sát một lúc, cô nhận thấy người này cũng có chút tay nghề. Hắn ta biết mình làm gì và phải làm thế nào để bảo vệ ngọn cây không bị thối gốc, rất tỉ mỉ và chu đáo. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài cửa phòng vang lên, tiếng của một người đàn ông vọng vào. Thiên An, bố có pha cho con một ly cacao nóng này? Thiên An giật mình đứng phúc dậy. Bố cô, người duy nhất ngoài cô trong căn nhà này, đang đứng ngoài cửa. Vậy người đang ở ngoài vườn kia là ai? Vội vàng mở cửa lao ra, phóng xuống từng bậc thang, phi thẳng ra bên ngoài. 2 hàng nước mắt trào dâng vì hạnh phúc. Cô mừng thầm mừng rỡ trong lòng, đó chắc chắn là Dũng, người yêu cô, chồng tương lai của cô đã trở về. Nhưng mà cho những suy nghĩ đó có đúng hay là sai, thì ngay khi mà đến nơi, trong khu vườn không còn lại hình bóng của một ai. Dáng người vừa lò mò khi nãy biến mất không để lại dấu vết. Nhưng không vì vậy mà Thiên An cảm thấy thất vọng. Cô vội vàng bật cười rồi nghĩ đến trò đùa năm nào của 2 người. Dũng chắc chắn đang cố tình bày trò trêu chọc mà thôi.
Hòa theo không khí, cô chạy đến bên này bên kia, hòng tìm thấy vạt áo của Dũng nấp đâu đó. Nhưng đáng tiếc thay, cho dù cô có cố đến thế nào đi chăng nữa, ngoài cô màn đêm và những luống cây đã được gia cố thì chẳng có gì khác ở đây. Không thể nào. Nhìn lại một lượt quanh khu vườn, cô bần thần nhận ra ở bên dưới lớp đất trồng khắp mọi nơi đều có dấu chân người đi qua lại. Nhưng oan nghiệt nó chỉ có một kích cỡ duy nhất là của một người, đó là cô. Ngay từ đầu chẳng có gì khác hiện diện ở đây, chỉ cô chạy tứ tung lục tung mọi thứ. Một tiếng sét đánh ngang trời bất thình lình đánh lên, sáng trưng cả một vùng. Ánh vào trong cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà khiến Thiên An chú ý. Từ khung cửa sổ mà cô vừa ngồi bên nãy xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ chiếm trễ trên chiếc ghế mây. Dáng người này vừa lóe lên cùng ánh chớp chỉ vài giây, nhưng cũng đủ khiến bản thân cảm thấy quen thuộc. Một tiếng sét thứ hai vang lên, sáng rạ vào bên trong thêm lần nữa. Lần này ánh sáng phát ra đủ lâu để có thể nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ ấy. Dùng mình thay, đó không phải ai xa lạ, là cô. Chính cô đang ngồi ở bên trong chăm chú nhìn mình đang đứng ở bên ngoài khu vườn. Hoảng hốt vì kinh ngạc, khay chân tự nhiên mất dần sức lực, không trụ vững, mất thăng bằng, té bịch xuống đất. Cả mắt cũng vội vàng nhắm nghiền lại vì không thể chấp nhận thứ mình vừa trông thấy. Cô lập tức cảm thấy đau đớn, nhưng mà cảm giác đau đớn này dường như không đúng. Đây không phải là cảm giác vừa té xuống nền đất, mà cứ như là vừa té xuống nền nhà vậy. Vội vàng mở mắt, Thiên An bàng hoàng nhận ra mình đang ở ngay trong phòng của mình. Vậy là sao? Mọi thứ vừa diễn ra chỉ như là một giấc mơ. Lồng gồm bò dậy, dựng chiếc ghế mây lên, ngước nhìn qua khung cửa sổ ra ngoài vườn. Chẳng có gì cả ngoài mưa và gió. Cứ ngỡ giấc mơ sẽ kết thúc như là một giấc mơ, thế nhưng không, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại diễn ra vào mỗi đêm mưa. Ấy vậy mà lần nào cũng thế, Thiên An vẫn còn giữ cho mình một cảm giác chạy ra ngoài vườn lục tung mọi thứ. Và kết cục sáng hôm sau, cô ấy thức dậy với một cái cục u ở trên đầu. Kể từ đây, Thiên An bắt đầu tìm hiểu về giấc mơ, về những linh hồn trở về báo mộng. Cô quyết định lên đường đi tìm kiếm cao nhân, tìm người giúp đỡ. Nhưng mà hầu như những người cô gặp, những người mà cô giới thiệu đều đâu đó được xem là những tay lừa gạt có tiếng. Thất vọng nhưng không bỏ cuộc, Thiên An quyết định táo bạo hơn, tự mình tìm hiểu về bùa phép. Cô tìm đến những tiệm sách cổ, len lỏi vào từng bản làng, lặn lội qua những dân tộc vùng cao, hòng tìm cho mình những quyển sách dạy bùa học pháp luyện ngải giá trị. Trời không phụ lòng người, cho đến hơn 9 tháng tìm tòi sưu tập, cuối cùng cô cũng thu thập được cho mình một thùng đồ to tướng, toàn là những thứ liên quan đến thế giới tâm linh, rồi lại thêm 9 tháng nữa nghiên cứu. Đến một ngày cuối cùng, cô cũng hiểu được ý nghĩa về giấc mộng cứ lặp đi lặp lại. Và cái ngày định mệnh đó cũng chính là ngày thi thể của Dũng được tìm thấy. Kể đến đây thì Thiên An bỗng dừng lại hồi lâu, tay chống cằm, ánh mắt nhìn Tuấn không rời. Cậu kể hết đi chứ. Tới cậu đó, tôi muốn cậu kể về việc đã xảy ra đêm qua, giờ vào đó tôi sẽ quyết định kể tiếp hay không. Tuấn ngả người về chiếc ghế sofa phía sau mà thở dài một hơi rõ to vì mất hứng. Nhưng mà vì muốn biết Thiên An đã tìm thấy gì, cậu đành phải chồm người dậy, hớp một ngụm trà kể lại mọi thứ từ đầu đến đuôi, không sót một chi tiết nào. Cho dù là quan trọng hay không, cũng không nói cho cô biết. Tiếng lê tách rời vỡ từ nhà bếp bất ngờ vang lên, mặt của Tuấn xanh lè lét nhìn vào bên trong. Còn có ai trong nhà sao? Thiên An thấy vậy bụng miệng cười. Trông cậu cao to vậy mà nhát quá, kể chuyện tâm linh cộng thêm âm thanh sống động hợp quá rồi còn gì. Cậu nói vậy là sao? Ở bên trong là bố tớ. Không à, cậu nghĩ gì vậy? Nghĩ tới nuôi ma trong nhà hay sao hốt hoảng vậy? Tớ làm gì có, tớ sợ rằng trong nhà có trộm thôi. Từ bên trong nhà, một người đàn ông ngoài 50 tuổi bước ra. Người này là bố của Thiên An, ông là Thiên Ân. Trên tay cầm một bộ ấm trà còn nóng hổi, hướng về hai người bọn họ. Nhìn thấy một mớ những cuốn sách liên quan đến vấn đề tâm linh đang đặt trên bàn, ông hơi ngạc nhiên. Nhìn Thiên An nhưng không nói gì, nhẹ nhàng sắp xếp lại cho gọn. Chừa một khoảng trống linh trên bàn đủ để đặt bộ ấm trà lên đặt xuống. Rồi nhìn sang Tuấn niềm nở bắt chuyện. Chú xin lỗi vì tiếng động trong bếp vừa rồi đã làm cháu giật mình. Nhìn đồng hồ thấy hai đứa nói chuyện cũng đã lâu, cho nên sẵn đang ở trong bếp. Tiện tay pha cho hai đứa một ấm trà mới.
Nào bây giờ già cả rồi, hậu đậu làm vỡ mít chung trà, cháu đừng có bận tâm nha. Dạ không đâu, được chú tiếp thêm trà nước thế này, quý hóa quá rồi còn gì ạ, à? Cháu cảm ơn còn không kịp đấy. Thật vậy sao? Vậy thì đừng khách sáo, thưởng thức thử một chung trà bác vừa pha xem thế nào. Trà quý của một người quen từ chồng gửi cho bác, ở đây có tiền cũng không mua được đâu. Tuấn liên tục vâng dạ rồi khẽ mót ra một chung trà, hai tay dâng lên mời ông Thiên Ân uống, rồi mới tới lượt mình. Vừa hớp ngụm đầu tiên thì một vị ngọt thanh tao từ đầu lưỡi bắt đầu hình thành, rồi dâng lên lan tỏa khắp cả vòng họng. Cảm thấy hương vị này có chút đặc biệt, Tuấn hớp lấy thêm một ngụm nữa. Lúc này xuất hiện thêm một hương thơm nhẹ nhẹ phảng phất ở đầu mũi, khiến cho cậu cảm thấy linh hồn như là lâng lâng khó tả. Cảm thấy thích thú, Tuấn vội hỏi, thưa bác, loại trà này có tên là gì ạ? Nó tên là thất đinh trà, có tác dụng định thần an giấc. Nếu cháu thích thì bác sẵn lòng chia sẻ cho một ít. Thật chứ hả, cháu cảm ơn bác nhiều. Có gì đâu, đó là bạn của Thiên An nhà bác, thì bác xem như là người một nhà thôi, đừng có khách sáo. Thôi để bác vào trong chuẩn bị cho cháu, không ở đây làm phiền hai đứa nữa. Đi được chừng vài bước như là chợt nhớ ra điều gì, ông quay lại. À Man Tuấn này, nếu bác nhớ không lầm thì hình như cháu tuổi Thân, sinh vào ngày 15 tháng 6 âm lịch. Dạ đúng rồi, nhưng sao bác biết? Cháu quên rồi phải không? Có lần con Thiên An tổ chức sinh nhật tại nhà cho bác, chẳng phải cháu có tham dự. Cháu là đứa duy nhất trong cả đám cùng con giáp, cùng ngày sinh với bác. Bữa đó bác còn đề nghị cháu cùng thổi nến. Ờ, dạ chắc bác nhầm với ai? Đây lần đầu tiên cháu tới đây gặp bác. Ồ, vậy sao? Đúng là bác đã nhầm rồi. Cho bác xin lỗi, có một chút tuổi trong người cho nên đầu óc không minh mẫn như ngày xưa. Thôi cháu ngồi chơi để bác vào trong chuẩn bị trà. Để đến khi ông Thiên Ân đi khuất dạng, Tuấn hấp thêm một ngụm trà nữa rồi quay lại chủ đề mà hai người đang nói. Được rồi, tới cậu đi Thiên Ân, thứ cậu tìm hiểu được gì? Lúc này Thiên Ân quăng lại cho Tuấn một cuốn sách khác. Cuốn sách này nhàu nát chẳng kém cuốn trước là bao, có điều hơi khác một chút. Có trang được dán thêm chằng chịt những tờ ghi chú nhỏ, có trang được đính kèm cho những tờ giấy bùa màu vàng như là dùng để sử dụng, cùng với nội dung được dạy ở bên trong. Để đến khi Tuấn được đọc lên một lúc thì Thiên An lúc này mới bắt đầu thăm dò. Vậy cậu thực hiện cùng tớ chứ, nội dung được viết trong trang cậu đang xem. Tuấn cầm lá bùa được đặt sẵn ở bên trong giơ lên cùng cuốn sách. Cậu muốn tớ giúp cậu dùng lá bùa này triệu hồi linh hồn của Dũng về, hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Thiên An thể hiện gương mặt cầu khẩn, cậu giúp tớ nghe. Tuấn chưa vội quyết định ngay, phân tích câu chuyện của cả hai rồi đưa ra luận điểm. Cậu thật sự nghi ngờ linh hồn mà cả hai chúng ta gặp đều là của một người. Cậu có để ý chúng ta chưa từng nhìn thấy gương mặt của bất cứ linh hồn nào. Biết đâu thì một trong những linh hồn đó là linh hồn tà ác, đang cố gắng lợi dụng chúng ta điều gì đó. Thiên An thở dài một hơi rồi đưa ra thêm dẫn chứng. Cậu nhớ tớ từng nói linh hồn báo mộng chứ, ý nghĩa là về giấc mơ. Theo như những gì tớ tìm hiểu được, giấc mộng mà tớ liên tục trải qua được gọi là ngũ hành mệnh cách. Linh hồn của tớ được nhìn thấy đang đứng trong khu vườn, được xem như là mộc hoặc thổ. Khi tớ cố gắng chạy đến bên, linh hồn ấy đang vội vàng biến mất, không thể tiếp cận. Đó là cách. Tớ đang đứng ở ngoài vườn nhưng mà lại nhìn thấy thân xác của mình bên trong nhồi lên ghế mây, đó là mệnh. Tổng hợp lại tất cả những dấu hiệu, chúng ta có mộc cách mệnh hoặc là thổ cách mệnh. Nhưng mà chỉ với bấy nhiêu đấy thì tớ vẫn chưa chắc chắn được cách nào. Cho đến khi cậu gọi điện báo xác của Dũng đã được tìm thấy bên dưới mấy lớp đất thì tớ đã nhận ra đó là thổ cách mệnh. Nghĩa là linh hồn nằm ở đâu đó dưới đất, linh hồn không thể tìm thấy. Ngạc nhiên về Thiên An bỗng dưng lại uyên thâm vấn đề tâm linh như vậy, Tuấn tập trung lắng nghe như thể đang nghe một vị giáo sư diễn thuyết. À mà khoan, trần nghĩ đến một chuyện, Tuấn vội chen ngang. Linh hồn không tìm thấy xác không đúng, chẳng phải đêm qua linh hồn kia xuất hiện ngay cạnh cái xác còn hù tớ một trận ra trò sao? Không chần chừ suy nghĩ, Thiên An tiếp tục giải đáp vướng mắc của Tuấn ngay. Thứ mà Tuấn gặp phải được gọi là linh thông. Khi mà linh hồn muốn nói chuyện với người chết mà không thông qua mộng mị thì cách này cũng được áp dụng. Có hai thứ cần và đủ để kích hoạt. Vô tình thay, hai điều đó được Tuấn đáp ứng qua chỉ với một hành động té xuống hố đứt tay.
Thứ nhất, hơi thở của người sống tiếp xúc trực tiếp với thông đạo, ý muốn nói là mũi của người chết thở một luồng dương khí vào bên trong. Thứ hai là máu của chính người sống đó. Chỉ cần thi thể được nhận một giọt để làm vật tác là đủ. Thông qua linh ứng, linh hồn có thể tạo một dị tượng xuất hiện trong đầu của người sống, thứ mà chỉ duy nhất người đó mới nhìn thấy. Tiếp đến, Thiên An phân tích một chút về dị tượng của Tuấn. Dị tượng đó cậu nghĩ là sơn đầu thổ. Linh hồn bắt đầu xuất hiện từ bên kia sườn núi, rồi bay sang mỏm đá bị sạt lở, tượng trưng cho một vùng núi rộng lớn hơn nhiều so với cái hố kia, đó là tọa sơn. Tiếp theo, linh hồn xuất hiện trên đầu của Tuấn rồi nhìn xuống, run đất từ trong miệng bắt đầu rơi ra, ta lại có đầu thổ. Từ những hình ảnh đó có thể dễ dàng liên kết lại, và linh thông sơn đầu thổ đã được hình thành. Sẽ chỉ xác của Dũng ban đầu bị một ngọn núi đè lên, chứ không phải nằm lồ lộ dưới chân núi thế kia, có ai đó đã di chuyển nó. Tuấn nghe đến đây đủ khiến cho cậu ngạc nhiên đến mức không thể hé răng thêm nửa lời. Không còn gì để nói, thán phục cậu, đó là từ cậu dành cho cô lúc này. Người ở trước mặt cậu không còn là Thiên An ủy mị ngây thơ của 2 năm trước, mà bây giờ cô đã trở thành một con người hoàn toàn khác, thông minh sắc sảo đến lạ thường. Quả thật tình yêu khiến con người ta mạnh mẽ đến phi thường. Nếu xét về thế giới tâm linh thì dường như lập luận của Thiên An không còn điểm nào có thể phản bác được nữa. Không còn cách nào khác, Tuấn đành liều thử một phen. Được rồi, giả sử như là điều cậu nói đúng thì sao? Chúng ta gọi hồn Dũng về để hỏi anh ta thật chất lúc đầu cái xác nằm ở đâu. Như vậy sao? Thiên An lắc đầu khẳng khái trả lời ngay. Khẩm, chúng ta sẽ hỏi trực tiếp hung thủ là ai, vì đơn giản xác của anh ấy không thể tự mò xuống chân núi rồi đào hố mình được. Phải có người làm điều đó. Chúng ta sẽ thấy mặt anh ấy đòi lại công đạo. Tuấn vội vàng lắc đầu không đồng tình. Tôi nghĩ là không thể. Nếu như thật sự Dũng biết hung thủ là ai thì ngay từ đầu anh ta đã trực tiếp nói cho tớ biết thông qua linh thông. Hà cứ gì mà anh ấy phải đi một vòng lớn đến như vậy? Chỉ có thể nói nơi phát hiện thi thể không phải là hiện trường của vụ án. Thiên An liền gật đầu đồng tình. Đúng vậy, cậu nói cũng có lý. Nhưng mà đó là một việc thứ yếu. Chúng ta biết cũng được, không biết cũng không sao. Nhưng mà công việc này chúng ta chắc chắn phải làm. Đó là siêu độ cho linh hồn của anh ấy. Lần này Tuấn không còn theo kịp những gì Thiên An suy nghĩ nữa. Nó vội vàng cảm thán. Siêu độ linh hồn của người chết chỉ với 2 chúng ta. Thiên An tỏ ra vô cùng dứt khoát. Đúng vậy, chỉ 2 chúng ta. Tuấn lại có điều không hiểu. Theo như tớ biết, chẳng phải cách thứ nhất dễ siêu độ linh hồn của người chết để đưa họ về nhà, tổ chức tang lễ cúng bái sau 49 ngày. Linh hồn của họ sẽ được đưa đường dẫn đối đi đầu thai chuyển kiếp. Thiên An liền lắc đầu giải thích. Đúng vậy, đó là cách nhanh nhất, nhưng với Dũng thì không thể, vì cái chết của anh ấy là chết oan, linh hồn không thể siêu thoát theo lối thông thường như vậy được. Tuấn hoàn toàn không hiểu tại sao ngay từ đầu đến cuối, Thiên An vẫn một mực khẳng định cái chết của Dũng là do người sát hại. Nơi đây là vùng núi chuyển sạc lở đất, vô tình chôn sống người là chuyện hết sức bình thường. Không thường xuyên gặp nhưng mà cũng chẳng phải là chuyện hy hữu gì. Không thể chỉ vì một chuyện ảo giác mà cậu gặp phải, đã vội vàng suy đoán lung tung như vậy. Người phân tích chuyện tâm linh nghe qua thì lúc nào cũng hợp lý, nhưng trên thực tế thì 10 chuyện có lẽ chỉ đúng được 1. Nếu lúc này Tuấn gật đầu đồng ý giúp đỡ Thiên An, chẳng khác gì cậu đồng tình ủng hộ ấy sử dụng cách không chính thống này để gián tiếp chữa lành vết thương trong lòng. Nếu xét về tình với những gì Thiên An trình bày suốt từ đầu đến giờ, bấy nhiêu đây đã đủ khiến cho Tuấn gật đầu, giơ 2 tay ủng hộ. Nhưng xét về lý với một người làm nghề phóng viên như cậu, chuyện bằng chứng hình ảnh rõ mười mươi là thứ mà cậu nhắm tới, không phải là bùa phép hay mộng mị. Vì lẽ đó cậu trả lời là không. Bất ngờ Thiên An chộp lấy tay của cậu. Tôi biết cậu vẫn còn chưa quyết định được có giúp tớ hay không. Vì thế cho nên hãy đọc những dòng tin nhắn sắp đến, nó sẽ giúp cậu trả lời. Thiên An vừa dứt lời thì một tin nhắn từ cậu phóng viên mập mạp tên Minh bất ngờ gửi đến. Tuấn sờn cả da gà vì nói đoán trước được tương lai của cô. Không thể nào có chuyện này được. Dùng mình cậu vội vàng mở ra xem xác minh thực hư.
cậu mình cho ngay bên pháp y ra xác thực thi thể tìm thấy chính là xác của Dũng, người được báo mất tích cách đây 2 năm. Và theo như những gì thu thập được tại hiện trường, họ còn phát hiện một điều, bên trong cổ họng của thi thể chứa một loại đất đặc biệt. Loại đất này chỉ được tìm thấy ở phía trên đỉnh của ngọn núi. Cộng với việc khám nghiệm cái hố độ dày và độ mịn, còn chỉ ra rằng cái hố vừa chỉ được đào lên và chôn thi thể xuống cách đây vài hôm. Kết hợp với 2 yếu tố lại, xác nhận cuối cùng hiện trường vụ án ban đầu không phải là nơi tìm thấy thi thể, mà là đâu đó trên ngọn núi kia. Thông qua đoạn tin nhắn này, nó đã chứng minh toàn bộ điều mà tin An nói là hoàn toàn chính xác. Thần không thể tin được điềm báo là có thật. Linh thông là điều mà người chết luôn muốn gửi gắm đến người sống. Thật kinh hãi, Tuấn liền nuốt nước bọt dùng mình hỏi thêm một câu cuối cùng. Làm sao mà cậu biết tin nhắn này sẽ viết gì? Thiên An chỉ tay về phía khu vườn ở ngoài sân. Trời tối anh ấy đã về, đó là lý do. Nhìn thấy không gian tĩnh lặng ở bên ngoài, chẳng có ai ngoài gió và màn đêm. Vậy mà Thiên An nói có Dũng ở đó và kể tới việc tương lai cho cô ấy biết. Với chỉ một câu ngắn ngủi như vậy thôi, đủ khiến cho Tuấn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Có lẽ bây giờ cậu đã không còn lựa chọn nào nữa. Đành gật đầu trong miễn cưỡng giúp đỡ Thiên An triệu hồi linh hồn của Dũng. Gần 3 giờ sáng, ngã tư đường An Lộc, nơi vào khung giờ này gần như là không có bóng người qua lại. Cầm lá bùa ở trên tay, Tuấn vẫn không thể nào tin được người luôn tin vào khoa học như cậu mà cũng có một ngày chuyện tâm linh bản thân phải dùng mình kinh hãi. Sau chuyện này thì thế giới quan của cậu chắc có nhiều thay đổi lắm. Chạy tới chạy lui quan sát xung quanh kiểm tra còn có người lui tới vào giờ này hay không. Thì vì theo lời của Thiên An, buổi sáng gọi hồn này không thể ai đó bất thình lình xen ngang. Đặt viên đá cuội cuối cùng xuống tạo thành một vòng tròn với hình tam giác bằng vấn trắng ở trong góc vòng tròn đó. 5 cây đèn cầy được cắm ở 5 vị trí xung quanh. Quẹn qua diêm sáng ngọn đèn cuối cùng lên, Minh Điển run rẩy tiến về phía của Tuấn, miệng lắp bắp nói: "Tại sao anh lại lôi em vào chuyện này? Anh thừa biết em sợ ma mà." Tuấn cười gượng miễn cưỡng và hồi đáp: "Vì thiếu người, nghi lễ này cần tới 3 người lận. Yên tâm đi, hãy tin anh, xem như chúng ta đang đi tu nghiệp về vấn đề tâm linh thôi, đừng sợ." Mặc dù miệng nói là đừng sợ, thế nhưng mà Tuấn lại là người thần hồn nát thần tính nhất chỗ này. Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đều khiến cho cậu lạnh toát cả sống lưng. "Đây, bộ áo choàng đỏ tôi đã chuẩn bị sẵn, mỗi người mặc một cái mặc vào đi." Thiên An bỗng ném cho mỗi người một bộ rồi tiến đến vòng tròn, trên tay cầm quyển sổ nâng niu vô cùng. Dừng chân tại đó hồi lâu, một lúc sau Thiên An như là có hành động lau nước mắt rồi đặt cuốn sổ vào bên trong hình tam giác, mở nó ra đặt tấm bùa lên trên, dưới sang vào. Về quay lưng lại với Tuấn cho nên cậu không chắc có phải cô ấy đã khóc hay không, nhưng mà nhìn vào quyển sổ vừa được đặt xuống, bên trong là những tấm hình mà Thiên An và Dũng chụp chung, cộng với những hàng chữ viết trông tỉ mỉ, trau chuốt đến từng mét, khiến cho không khó để nhận ra đây là nhật ký tình yêu của cả hai. Còn vài phút nữa đồng hồ đã điểm 3 giờ, Thiên An vội gọi mọi người lại dặn dò lần cuối. Điều đầu tiên cô cảm ơn Minh vì đã liều mình giúp đỡ cô trong chuyện này. Vì không có cậu, nghi lễ vẫn không biết cho nên bắt đầu từ thế nào. Ngày đến liều mình giúp đỡ, Minh làm một lần nữa đưa cặp mắt rưng rưng vì sợ lên nhìn Tuấn. Như thế ngay từ đầu cậu không nên nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt đến đây. Tuấn nhận ra điều đó, miệng khẽ mấp máy, chỉ để một mình Minh là đọc được khẩu hình. "Giúp anh lần này thôi, anh sẽ xin số điện thoại biên tập Mỹ Anh cho em, anh hứa, đàn ông quân tử." Tiếp sau đó thì nàng nói rõ hơn những nguyên tắc bắt buộc mọi người phải nhớ, làm theo tuyệt đối trong buổi gọi hồn, không được sai sót, nếu không mọi chuyện sẽ vượt qua ngoài tầm kiểm soát. Thứ nhất là khi buổi gọi hồn bắt đầu, 3 người phải nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn khác bao quanh vòng tròn bằng đá cuội, đã được xếp ở bên dưới, tuyệt đối không được tự ý buông tay cho đến khi kết thúc. Thứ hai, sau khi đọc câu chú triệu hồi, lúc này ngoài Thiên An là người chủ trì trực tiếp, giao tiếp với linh hồn thì 2 người còn lại sẽ đóng vai trò người bảo vệ. Cả 2 phải ngậm một ngụm nước muối, không được nuốt, chỉ ngậm và đợi.
Điều cuối cùng quan trọng nhất, đơn giản nhưng khó thực hiện, không được phép nhìn thẳng vào mắt của linh hồn. Tuấn và Minh nghe xong nhìn nhau gật đầu, đồng thời chấp nhận cuộc chơi thì cũng là lúc đồng hồ điểm 3 giờ. Cả ba vội vàng nắm tay của nhau, Thiên An bắt đầu triệu dẫn buổi triệu hồn. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Hai người đồng thanh đọc to theo tứ 3 lần. Cả ba nhìn nhau một lần cuối, đồng lòng thực hiện chuyện này, đồng thanh đọc câu chú. Hồn hỡi hồn ơi, nghe lời ta gọi, hiệu triệu về đây, nhận lấy vật này, âm dương hồi đáp. Dứt lời, Tuấn và Minh buông tay ra, lấy ly nước muối đặt dưới chân, húp một ngụm thật to theo lời được căn dặn, rồi vội vã nắm tay lại. Không khí yên ắng cả nơi đây bất ngờ bị một luồng gió lạnh từ tứ hướng thổi về. Lá cây ven đường xào xạc rung lên, tim của tất cả mọi người hồi hộp đạp trong không trung. Không biết là tiếng tim đập nghe như là tiếng bước chân, hay thực sự đang có tiếng chân từ linh hồn đang ồ ạt đổ về góc ngã tư đường từ mọi hướng. Nhưng mà dường như cảm giác của họ là không lầm, khi mà thật sự ngay lúc này những bóng đen từ hư vô liên tục xuất hiện rồi hướng về nơi vòng tròn tạo ra họ mà tụ họp. Kể từ đó, lá bùa được đặt bên trên quyển sổ khi nãy bất ngờ bay lên, cứ như thể nó đang tiến hành thực hiện công việc tìm kiếm linh hồn cần được triệu hồi. Theo đó, những linh hồn vừa xuất hiện, bọn họ cứ rảo bước khắp nơi như thể đang có gì đó réo gọi mình. Lộc Cà Lộc Cầm đảo mắt dõi mắt khắp các ngã tư đường. Kỳ lạ thay, mấy người bọn Tuấn rõ ràng đang đứng ngay giữa trung tâm mọi thứ ấy, vậy mà những linh hồn kia chẳng ai mảy may quan tâm chú ý. Có lẽ nào chính vòng tròn nơi bọn họ đang nắm tay tạo ra, ngoài việc đóng vai trò là trung gian gọi hồn, nó còn là một thứ bảo vệ họ trong suốt quá trình thực hiện nghi lễ. Thiên An nhìn thấy mọi việc đã đi đúng chiều hướng, cô mừng lắm. Lúc này mới giờ trần đá đổ hũ sứ nhỏ, thứ đặt sẵn ở bên trong hình tam giác. Chiếc hũ vỡ toang, một dung dịch màu đỏ như máu từ bên trong chảy ra, chảy đến quyển sổ. Kể là thay, không một chất xúc tác hay là mồi lửa nào, ấy vậy mà dung dịch màu đỏ đó vừa chạm vào quyển sổ, một cột lửa nhỏ từ đó hình thành, rồi duy trì ngay dưới trung tâm của vòng tròn. Lá bùa đang bay lơ lửng trở thành thứ kết nối mọi thứ với nhau. Từ trong ngọn lửa ấy, một làn khói dần bốc ra, tụ lại tạo nên một dáng người đàn ông không rõ ràng. Vì không được nhìn cho nên chỉ có thể xác định danh tính linh hồn này qua những câu hỏi. Và cứng câu hỏi ấy đã được chính Thiên An xác nhận. Đợi cho đến khi linh hồn đã hoàn toàn ổn định, lập tức Thiên An đi thẳng vào vấn đề không dài dòng văn tự. Tối ngày 15 tháng 6, nhà hàng Trung Hoa Hải Tây, chuyện gì xảy ra? Linh hồn lập tức trả lời không do dự, như thể câu trả lời đơn giản đến lạ thường. Nhưng có vẻ cách triệu hồn này không giống như những gì được trình chiếu trên phim. Linh hồn được gọi lên không những không rõ ràng mà còn nói năng không chỉnh tề thành câu, lấp lửng từng chữ. Tông giọng còn có phần nặng nề khô cứng, khó thành chữ trọn vẹn. Cũng như có thể một cái áp lực nào đó đang đè ép ở cổ hầm, phải cố gắng lắm mới có thể thốt ra một từ tròn trịa, nghe mơ hồ. Bánh kem sinh nhật cầu hôn. Cả mắt Thiên An vội ngấn lệ khi sự chờ đợi của mình rốt cuộc cũng được hồi đáp. Không đúng thôi, câu trả lời tuy là không tròn vành rõ chữ, thế nhưng mà những từ khóa của linh hồn nói ra chính là những từ trọng tâm nhất trong câu trả lời. Ngày mà cô vừa nhắc đến chính là ngày sinh nhật, cũng là ngày mà Dũng bí mật chuẩn bị một cái bất ngờ rất lớn dành cho cô. Cầu hôn khi bữa tiệc đang đến hồi cao trào. Thế nhưng mà không những thế, may mắn thay những người còn có liên quan và biết đến sự kiện hôm đó cho đến hiện tại vẫn còn tồn tại trên dương thế. Điều đó chứng tỏ linh hồn này đã hơn 80% là linh hồn của Dũng. Nhưng mà để an tâm, Thiên An quyết định hỏi thêm một câu riêng tư mà câu trả lời chắc chắn chỉ có một mình Dũng biết. Anh còn nhớ đêm sinh nhật của bố không? Đêm chúng ta đã rất vui vẻ uống với nhau đến khi cả ngay say. Chúng mình đã quấn quýt trao với nhau những nụ hôn từ phòng khách đến nhà bếp rồi đến khắp mọi nơi, cho đến khi những chai rượu vodka bị nốc cạn, không còn có cái gì cả. Không còn ai có thể nhìn thấy đường đi lối bước nữa. Chúng ta đã vô tình ngã nhào vào căn phòng của bố, đó cũng chính là lúc anh tạo cho em một sự bất ngờ vô cùng lớn. Lấy chiếc USB sẵn từ trong túi cắm vào laptop gần đó, mà bản nhạc tình yêu nhất mà em từng nghe.
nhảy một điệu van chậm rãi trong chuyện cổ tích. Rồi sau đó anh đã hứa với em một câu khiến cho em cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất đời. Anh còn nhớ anh đã hứa gì không? Đây là một câu hỏi chắc chắn chỉ có duy nhất một người, à không, một linh hồn duy nhất trên thế giới này được biết, đó là Dũng. Nhưng mà chớ trêu thay đáng lý xa, nếu đây là linh hồn của Dũng, thì có lẽ câu trả lời đã được đưa ra từ những giây phút đầu tiên được nhắc đến. Bởi vì đó là kỷ niệm mà Thiên An cho rằng cả hai sẽ không bao giờ có thể quên được. Nhưng đáng tiếc thay, câu trả lời mà cô nhận lại là một sự im lặng tuyệt đối. Dáng người trong làn khói ấy bỗng dưng gào lên tức giận. Nó không hề thích câu hỏi mình vừa được nhận chút nào. Nó khó chịu bực dọc tỏ ra bức bối. Dũng, đồ khốn, mày đáng chết, giết phải giết. Diên An nghe thấy vậy thì liền dùng mình hét lớn, khiến cho Tuấn và Minh đều giật mình. Ngươi là ai? Linh hồn của Dũng đang ở đâu? Tại sao ngươi lại có liên kết với quyển nhật ký của anh ấy? Trả lời mau. Linh hồn ấy tỏ ra khó chịu như là rằng xé điều gì. Không yêu, Thiên An, cút cút. Cả nói linh hồn đó càng rung lên dữ dội, dường như đang rất đau đớn trước mỗi từ được thốt ra. Sau vậy nó vẫn cố nói, rồi bất chợt nó thét lên thật to. Từ bên trong làn khói đen nên nó xuất hiện, hàng trăm cánh tay khác cũng từ đó chui ra. Một lúc một dày hơn, một lúc một vươn lên thật cao. Qua cả người của nó túm vai đầu gáy rồi ra sức kéo lại bên trong. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao đột nhiên bên trong vòng tròn lại xuất hiện nhiều linh hồn như vậy? Chúng từ đâu đến và chui ra bằng cách nào khi mà không có vật thể liên kết linh hồn như quyển sổ kia? Tôi không biết chính xác chúng muốn gì, nhưng có lẽ Thiên An cũng có thể lờ mờ đoán ra được. Chúng đang không muốn linh hồn kia trực tiếp nói nữa. Chúng muốn che giấu một điều gì đó. Không, buổi gọi hồn không thể kết thúc lãng xẹt như vậy. Phun hết toàn bộ lượng muối mà hai người đang ngậm vào cánh tay máu đó. Chúng ta còn chưa biết linh hồn này có liên kết hay là thù oán gì với Dũng. Chúng ta không thể nào bị nó lôi đi. Nói là vậy nhưng mà làm sao có thể ngăn cản được khi mà lượng nước hai người ngậm ban đầu vốn chỉ đủ dành để áp chế một linh hồn. Trận pháp triệu hồi này cơ bản là như vậy. Không thể nào có chuyện nhiều linh hồn bất ngờ khác chen ngang vào như vậy. Có điều gì đó mờ ám ở đây, có ai đó đã can thiệp vào bùa gọi hồn này. Cả ba đành bất lực khi nhìn thấy linh hồn quằn quại kéo đi trong đau đớn. Bức bối vì không thể làm được gì, Thiên An tầm tự trách bản thân. Tại sao ngay từ đầu không tính toán dự phòng trước những việc có thể xảy ra vượt ngoài dự liệu như vậy? Giả sử như thứ mà những bàn tay kia muốn không phải linh hồn vừa được gọi lên, mà là những người đang đứng cạnh cô trong vòng tròn này thì sao? Chẳng lẽ cô lại trời trồng đứng bất động, bất lực như vậy? Cô muốn buông tay để làm gì đó cũng được. Khi mà ngay trong những giây phút đầu tiên cô làm vậy, những linh hồn lượn vờn bên ngoài sẽ lập tức nhìn thấy cả ba và tất cả sẽ gặp nguy hiểm. Trong lúc này linh hồn bên trong đang cố gắng gồng mình ở lại như muốn nói điều gì. Nhưng mà làm sao có thể được khi sức của một làm sao địch lại hàng trăm cánh tay hung hãn như vậy? Linh hồn ấy chỉ có thể chống chọi thêm vài giây rồi cũng bất lực theo, chỉ có thể gắng sức ngẩng đầu lên mà gào cút cút. Kỳ lạ thay, tại sao trong hoàn cảnh này nó vẫn gào lên cút cút đuổi mọi người đi cho bằng được? Không đúng, không hợp lý chút nào. Mà khoan, Tuấn vội nhớ, cái đêm cậu gầm phát hiện cảnh tượng linh thông, chẳng phải linh hồn kia cũng thét lên trước mặt của cậu điều tương tự? Thành âm ngữ điệu tông giọng tất cả đều hệt như linh hồn hù dọa cậu. Chẳng lẽ nào cả hai là một? Mà không, vẫn không đúng. Nếu cả hai là một thì tại sao linh hồn này lại không hề biết chuyện của Dũng? Thật là quá khó hiểu. Khoan đã. Dường như là Tuấn phát hiện ra mấu chốt trong hành vi của linh hồn kia vội nói. Thiên An, cậu có nhận ra không? Nó đang phải kêu cút, mà từ đầu đến cuối nó đang cầu cứu chúng ta. Là do thông giọng, nó không thể nói rõ được cái từ cút và từ cứu. Đây rõ ràng cũng là một linh hồn mà tớ đang gặp phải, cho nên nơi hiện trường phát hiện ra thi thể. Nó đang bị hành hạ và không ngừng kêu cứu ngay từ khi giao tiếp được với chúng ta. Thiên An ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, nhưng rồi cô nhắm mắt lại buông xuôi, không còn chút ý thức nào. Cả hai cậu cùng nhắm mắt lại đi, chúng ta không thể làm được gì nữa. Chuyện này lớn hơn tớ nghĩ rất nhiều. Với chỉ vài tháng học tập về thế giới tâm linh,
Bấy nhiêu đấy không đủ để xử lý cùng lúc nhiều linh hồn đến vậy. Thầy đã quá coi thường thế giới tâm linh, để bây giờ không những không tìm thấy Dũng mà còn không có khả năng cứu lấy manh mối duy nhất dẫn anh ấy. Tớ là thật vô dụng, đáng lý ra tớ nên nhờ đến sự giúp đỡ ngay từ đầu. Thầy đã quá vội vàng và kiêu ngạo với những gì mình học được, để rồi linh hồn này phải trả giá thay cho điều đó. Có lẽ Thiên An nói đúng, giờ phút này phát hiện ra những linh hồn đó có phải là một hay không thì còn có thể có ý nghĩa gì nữa, khi mà ngoài kia có thể còn có kẻ khác có khả năng hiểu biết về thế giới tâm linh sâu hơn tất cả mọi người ở đây, đang ra sức ngăn cản họ tìm ra chân tướng của sự thật. Manh mối duy nhất dẫn đến Dũng là linh hồn kia đang dần biến mất vào cõi hư vô. Có lẽ mọi chuyện nên dừng lại tại đây. Nếu phải tiếp tục thì đây không còn đơn giản chỉ là buổi gọi hồn, mà nó đã trở thành cuộc giải cứu linh hồn bí ẩn kia. Linh hồn ấy vừa bị kéo đi, ngọn lửa từ lá bùa đang cháy âm ỉ cũng dần lụi tàn theo. Những cơn gió lạnh thổi về từ mọi hướng bất ngờ dừng lại. Linh hồn đang lãng vắt xung quanh cũng vội tản ra vì không còn thứ réo gọi chút nữa. Chúng bước đi rồi tan biến vào màn đêm, tất cả đều mất cùng lúc với linh hồn gọi lên được. Theo đó buổi gọi hồn đã chính thức xác nhận là thất bại. Nhưng mà không vì vậy mà mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Những điều ly kỳ xảy ra đêm nay vô tình đưa Tuấn quay ngược lại với cậu bé gái gốc thủa nào. Một đứa trẻ luôn nhiệt tình gan dạ, luôn tìm tòi khám phá những cái mới cái lạ trong cuộc sống. Thứ cảm giác mà cậu đã đánh mất kể từ khi trở thành một người luôn chạy theo đồng tiền, bỏ rơi nhiệt huyết của tuổi trẻ. Còn quá nhiều bí ẩn cần giải đáp, nhiều điều mà cậu chưa thực sự hiểu hết. Còn có linh hồn đang chờ đợi được giải cứu, vì thế cho nên mọi việc chưa thể chấm dứt ở đây. Tuấn nhìn sang Thiên Nan, người con gái đã đánh rơi đi sự tự tin của mình chỉ trong một buổi cầu hồn, đang tỏ ra bất lực, niềm hy vọng đó dần dần biến mất. Cậu biết không thể cứ như để chuyện này im lặng như vậy được. Trong cả hai có phải có ít nhất một người mạnh mẽ. Trong lúc này, cậu phải trở thành tấm lưng vững chắc cho cô ấy dựa, gồng gánh thay tất cả. Vẫn giữ lấy tay của Thiên An, Tuấn chưa vội buông tay ra. Cậu nắm thật chặt rồi quay sang động viên. Thiên An này, cậu đừng tự bi quan tự trách. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nó chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Buổi gọi hồn hôm nay không phải là một thất bại. Nhờ nó mà chúng ta biết linh hồn vừa xuất hiện cũng chính là linh hồn đã linh thông với tớ. Không những vậy, bằng cách nào đó linh hồn ấy còn liên hệ mật thiết với quyển sổ của cậu. Có lẽ đây từng là người vô cùng gần gũi với chúng ta. Chỉ cần thời gian loại suy và phân tích, chúng ta có thể mơ hồ đoán ra được người đó là ai và có liên quan gì đến cái chết của Dũng. Nghe những lời của Tuấn nói, đầu đó trong Thiên An cảm thấy phần nào được an ủi. Tuấn nói đúng, mọi việc chưa kết thúc, có một bí mật nào đó ẩn giấu đằng sau thi thể của Dũng và linh hồn bí ẩn kia đang cần bọn họ khám phá. Cô không thể dễ dàng buông xuôi như vậy. Linh hồn của Dũng vẫn đang đâu đó ngoài kia chờ cô giúp đỡ. Vội quăng đi những tiêu cực trong lòng, suy nghĩ về điều tiếp theo mình cần phải làm là gì. Trong lúc này hướng một chút về Minh, dường như trong và sau khi buổi gọi hồn kết thúc, có thứ gì đó xảy ra với Minh mà hai người Tuấn và Thiên An vô tình không để ý tới. Mãi cho đến một lúc lâu sau, tới khi Minh chịu không nổi thứ mà gặp phải, mà quỳ gối xuống cặp mắt sáng dạ lên trong màn đêm tăm tối. Không, dừng lại đi, tôi đang thấy cái gì thế này, đừng giết cô ta. Rồi ngã gồng xuống, miệng vẫn không ngừng mê sảng, hàm răng cứ cành cạch đánh vào nhau, cơ thể thì lại co giật lên như đang trong một cơn động kinh. Thế vậy Thiên An hoàng hồn chạy tới, đứa đầu cậu ta dậy nghiêng qua một bên, cởi bộ áo choàng đang mặc ra chợt thông thoáng khí, rồi cái nóc bên dưới đầu của cậu. Sau đó cậu quay sang Tuấn, vội giải thích chuyện đang xảy ra để giảm bớt cái cảm giác lo lắng, thể hiện rõ mồn một trên gương mặt. Cậu Minh không sao đâu, có lẽ cậu ấy đã vô tình nhìn vào mắt của một trong những linh hồn xuất hiện bên trong vòng tròn. Ký ức về những điều tồi tệ mà linh hồn ấy gặp phải đang truyền vào trong tâm thức của cậu ấy, khiến cho não bộ không kịp tiếp thu mà biểu hiện co giật ra ngoài cơ thể. Tuy đây là một điều cấm kỵ tuyệt đối không được phạm phải, nhưng mà nó cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta chỉ cần chờ những ký ức đau buồn đó trôi qua,
mọi thứ sẽ trở về như cũ. Nghe thấy vậy, gương mặt của Tuấn dần giãn ra, phần nào thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng không hiểu sao Thiên An miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn đang chăm chú nhìn cậu, như có điều gì đó có nói. Thế vậy cậu đành mở lời trước. Tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, đúng không? Vẫn còn chữ nhưng cậu chưa nhắc đến. Thiên An đành đoạn gật đầu rồi cắn dứt. Tôi xin lỗi vì đã kéo cậu Minh vào chuyện này. Đúng như cậu nói, vẫn còn chữ nhưng chưa nhắc đến. Những ký ức đang chảy vào trong đầu của cậu Minh sẽ không dễ dàng trôi đi như cách nó đến, mà sẽ liên tục hiện về ám ảnh cậu ấy trong từng giấc mơ. Tuy vậy vẫn có cách để gạt đi những ký ức ấy một lần và vĩnh viễn. Nhưng cái cách này tôi không rõ, cũng như là từng tìm hiểu sâu về nó. Tuy vậy vô tình thay, có lẽ tôi biết được một người có thể giúp chúng ta thực hiện được điều này. Và người đó không phải ai xa lạ, người mà cậu cũng đã từng rất quen thuộc, đó là dì Hồng, dì ruột của cậu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.